Tôi đang ở đây là trong một cái tòa nhà chung cư Sea View 1 quý vị nhé. Cái hành lang của cái này rất là rộng quý vị. Hành lang rộng lắm. Ở đây thì có 4 cái thang máy Sea View 1. Thì căn nhà tôi đang ở đây là có diện tích là 168 m². Và nhà gia chủ mới sửa sang lại rất là đẹp, ốp gỗ các thứ này, gỗ này rất là sang trọng. Về là chỉ việc ở luôn thôi. Quầy bar này 168 m², 3 toilet luôn, 3 phòng ngủ. Bàn thờ. Đây là một cái nhà vệ sinh này. Bên đây lối này là đi vào đây là hai nhà vệ sinh à? Quên, hai phòng ngủ. Chỗ này là chỗ phơi đồ này. Cái nhà vệ sinh kia. Đây là một cái nhà một cái phòng ngủ nữa này. Phòng ngủ. Một nhà vệ sinh đây. Bên này một cái phòng ngủ này. Đây một phòng. Đó. Đây hai phòng ngủ nhé. À, rất là khoa học nhỉ. Đây cái toilet ở phía ngoài kia là toilet chung cho hai phòng ngủ này. Đây là một phòng ngủ. Đây là phòng ngủ chính ở đây nhé quý vị. Đó. Đây là ốp nhựa đúng không? Nhựa giả đá. Tổng thể là như vậy. Nếu quý vị đã quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.